Đối với mình thì người phụ nữ quan trọng nhất là mẹ mình. Đó chính là mẹ của mình. Đối với mình, người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình chính là mẹ của mình. Là mẹ của em ạ. Chắc chắn đó là quá tuyệt vời. Thật thà, chịu khó và rất là dễ thương. Từ đầu tiên sẽ dành là xinh đẹp. Từ thứ hai đó là một người phụ nữ tần từ thứ hai là tần tảo. Và từ thứ ba đó là dịu dàng. Xinh đẹp, đảm đang, hiền hậu ạ. Với mình thì mẹ mình sẽ luôn là người xuất hiện trong mọi kỷ niệm của mình, nên là mình không có một kỷ niệm cụ thể. Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với mình chính là lần đầu tiên mình đã tự tay mua một món quà dùng tiền của chính sức lao động của mình, mua một món quà cho mẹ, và có thể nói là món quà đầu tiên, và mẹ cũng đã rất là xúc động, và có thể nói là mẹ rơi nước mắt vì cái món quà đấy mình đã dành tặng cho mẹ. Kỷ niệm mà mình nhớ nhất đó chính là khi mình còn trẻ con thì có những lần mình có một lần mình đi chơi chơi game, mình khiến cho người phụ nữ ấy phải rơi nước mắt, và đó là cái lần nước mắt khiến mình nhớ mãi đến tận bây giờ, là mình vẫn còn ân hận để làm sao để trở thành một người tốt hơn, để luôn nỗ lực trở thành người tốt hơn. Ngày 20 tháng 10 thì mình chúc cho mẹ và những người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này thì sẽ có một ngày tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe và niềm vui bên những người thân yêu và bên mái ấm nhỏ của mình. Mình xin gửi lời chúc đến mẹ của mình, chúc cho mẹ luôn trẻ, khỏe và sẽ luôn giữ mãi nụ cười trên môi. Và xin chúc cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam trong ngày 20 tháng 10 sẽ thật là hạnh phúc, sẽ thật là vui tươi và công việc làm ăn rất là thuận lợi. Nhân dịp ngày 20 tháng 10 này thì mình sẽ chúc cho những người phụ nữ Việt Nam một ngày 20 tháng 10 vui vẻ và hạnh phúc.